Xin chào cả nhà. Trước khi mà chúng ta có những sản phẩm quần áo chống nước tuyệt đối mà chúng tôi đã giới thiệu ở các video khác, đó chính là công việc của nhóm phát triển đơn hàng. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí với các bạn quy trình làm việc của việc phát triển đơn hàng, và đặc biệt là quy trình phát triển đơn hàng cho các dự án đấu thầu, hay còn gọi nhanh là tender, tại Viking Việt Nam nhé. Tại Viking Việt Nam, các dự án đấu thầu thường được đội ngũ sale bên phía công ty mẹ tìm kiếm. Sau khi đội sale và kỹ thuật tại công ty mẹ thảo luận sơ bộ, họ sẽ liên hệ với đội merchandiser tại Việt Nam. Ở Việt Nam, chúng tôi sẽ có một đội ngũ chuyên tập trung vào các dự án này. Đội ngũ này bao gồm kỹ thuật, nhân viên quản lý đơn hàng và đội may mẫu. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem các công việc mà khi tham gia đấu thầu sẽ cần làm gì nhé. Bước đầu tiên, nghiên cứu tính phù hợp của tender với khả năng của công ty. Tính phù hợp là gì? Công nghệ làm ra sản phẩm. Khả năng tìm kiếm nguyên phụ liệu có không? Khung giá dự kiến của sản phẩm có khả thi hay không? Bước này sẽ được trao đổi giữa đội sale và kỹ thuật của văn phòng bên Đan Mạch. Sau khi thống nhất ý kiến sẽ bước thứ hai. Bước thứ hai, tại Đan Mạch, MV sale phụ trách tender sẽ lên lịch tổ chức một buổi họp kick-off cùng với đội ngũ tại Việt Nam. Buổi họp khởi động sẽ bao gồm đội phía Đan Mạch và Việt Nam. Trong buổi họp, sẽ cùng nhau làm rõ các thông tin căn bản về dự án và thời gian của từng hạng mục như sau. Đội sale sẽ giải thích như sau: khách hàng là ai, dự án kéo dài trong bao lâu, số lượng dự kiến là như thế nào, số lượng may mẫu deadline của mẫu, lịch trình cho từng giai đoạn. Các đội còn lại sẽ cập nhật thông tin, sau đó phân công nhóm nào phụ trách công việc nào, cụ thể từng thời gian cho từng nhiệm vụ cụ thể. Tất cả thông tin này sẽ được cập nhật vào bản kế hoạch công việc. Planner, mình nói thêm xíu về bản Planner này nhé. Đây là một công cụ rất tiện lợi nha. Nó sẽ giúp người quản lý dự án nắm rõ ai đang làm việc gì, deadline khi nào xong, bạn nào làm đúng và bạn nào làm trễ deadline. Bước thứ 3, cập nhật tài liệu. Bên phía Đan Mạch sẽ chuyển các tài liệu của dự án, nhân viên theo dõi đơn hàng sẽ phụ trách dịch hết tài liệu này qua tiếng Anh và tiếng Việt. Đa phần các dự án đều là từ Đức nên mình sẽ cần dùng công cụ chuyển ngữ sang tiếng Anh cho cả hai đội cùng đọc, còn tiếng Việt sẽ dùng cho đội may mẫu mình đọc thêm nha. Bạn yên tâm, nếu lỡ dịch từ tiếng Đức qua mà chưa suôn sẻ thì cả hai đội sẽ hỏi lại ông chủ đẹp trai của công ty nhà. Ông sống ở Đức nên cực giỏi tiếng Đức và cực kỳ dễ mến nữa nè. Bước thứ 4, nghiên cứu. Ở bước này sẽ tiến hành song song ở hai đội kỹ thuật và theo dõi đơn hàng. Nhân viên theo dõi đơn hàng đọc qua tất cả các mục về nguyên phụ liệu, sau đó sẽ liệt kê toàn bộ vào một bảng gọi là danh mục nguyên phụ liệu. Ở bảng này sẽ bao gồm các thông tin sau: loại nguyên phụ liệu là gì, cấu tạo ra sao, thành phần như thế nào, thông số kích thước, theo pantone màu nào, dài rộng dài to bảng ra sao. Ví dụ, dây kéo dài bao nhiêu cm, to bảng dây tép là bao nhiêu, nhung gai rộng bao nhiêu cm, logo có kích thước màu sắc ra sao. Tất cả các yêu cầu về chất lượng. Cùng lúc đó, nhóm kỹ thuật sẽ chuẩn bị các thông tin sau: dựa vào tiêu chuẩn và thông số, xây dựng rập, kiểm tra thử rập, tính định mức nguyên phụ liệu theo từng món. Bước thứ 5, tìm kiếm nguyên phụ liệu. Sau khi đã liệt kê danh mục nguyên phụ liệu ra, nhân viên theo dõi đơn hàng sẽ bắt đầu tìm các món này dựa trên yêu cầu. Trong trường hợp các mục đã có sẵn trong hệ thống thì sẽ lấy thông tin ra. Nếu trường hợp là một món mới hoàn toàn thì sẽ gửi tiêu chuẩn kỹ thuật đến nhà cung cấp để tiến hành lấy thông tin về giá cả, tiêu chuẩn của nhà cung cấp, xin mẫu về kiểm tra và sau đó xin mẫu để may. Chi tiết cụ thể về cách làm của phần phát triển mẫu mới này, mình sẽ có một video riêng cụ thể nhé. Chú ý ở tất cả các bước, mỗi khi có thông tin cần phải trao đổi hay câu hỏi cần giải đáp thắc mắc, chúng tôi luôn có thể gọi điện trực tiếp hoặc qua Teams. Và định kỳ hàng tuần sẽ luôn có cuộc họp để trao đổi. Tất cả các bước, các nhiệm vụ sau khi thực hiện sẽ update vào bảng kế hoạch tiến độ Planner. Bước thứ 6, may mẫu thử. Nhân viên kỹ thuật sẽ triển khai cho tổ may mẫu để lên lịch may. Bất kỳ mẫu nào cũng được kiểm tra chất lượng 100%. Khi đã ra được mẫu, chúng tôi sẽ cho mặc thử và tiến hành đánh giá, khảo sát. Đối với các áo khoác chống nước tuyệt đối, chúng tôi còn phải kiểm tra 100% để chắc chắn về mặt chất lượng. Ở giai đoạn 1 của quá trình phát triển mẫu, mình cần sẽ lên mẫu thử với chất liệu nguyên phụ liệu có thể là thay thế. Mục đích của mẫu này để kiểm tra về mặt cấu trúc và thông số, chức năng có phù hợp với ý tưởng thiết kế của khách hay không. Quy trình kiểm tra mẫu, đo thông số và đọc tài liệu trong ngành may mặc đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ cao.
Trước hết, mỗi mẫu sản phẩm sẽ được đo đạt kích thước cụ thể, bao gồm chiều dài, chiều rộng và các thông số khác tùy thuộc vào loại sản phẩm. Sau đó, kết quả đo đạt sẽ được so sánh trực tiếp với các thông số kỹ thuật đã được quy định trước trong tài liệu kỹ thuật. Mọi sai lệch, dù là nhỏ nhất, cũng cần được ghi chép lại và đánh giá một cách cẩn thận để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng đáp ứng được yêu cầu và tiêu chuẩn đã đặt ra. Quá trình này giúp đảm bảo rằng mỗi sản phẩm khi hoàn thiện sẽ có chất lượng và kích thước đồng nhất, phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Sau khi may xong mẫu thử này, thông thường chúng tôi sẽ gửi về văn phòng bên Đan Mạch để bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm tra và có góp ý chỉnh sửa nếu cần. Bước thứ 7, cập nhật hệ thống. Sau khi đã thảo luận và chốt chọn các mục nguyên liệu cần dùng, nhân viên theo dõi đơn hàng sẽ cập nhật hệ thống phần mềm Microsoft Dynamics. Những item mới cần phải tạo cốt, cập nhật giá, lưu thông tin về tiêu chuẩn, còn những item đã có trong hệ thống thì mình có thể sử dụng luôn mà không cần phải cập nhật lại. Sau đó bên bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành làm BOM bản định mức nguyên phụ liệu. Trên Microsoft Dynamics, trong BOM sẽ bao gồm tất cả các mục cần dùng và giá gia công mã hàng. Nhân viên theo dõi đơn hàng sẽ tạo folder chứng từ bao gồm tất cả tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận test, chứng nhận Ecotech của tất cả nguyên phụ liệu và upload lên hệ thống. Bước thứ 8, nhận góp ý và tiến hành may mẫu chính thức. Sau khi nhận mẫu thử, đội sale và kỹ thuật tại Đan Mạch sẽ tiến hành kiểm tra, sau đó lên lịch hẹn cùng làm việc với phía Việt Nam. Chúng tôi sẽ cùng thảo luận về quy cách may, thông số, màu sắc, tình trạng nguyên phụ liệu, các đề xuất của Việt Nam từ góc độ của sản xuất. Tất cả các thông tin này sẽ cập nhật vào biên bản cuộc họp từ những góp ý trên. Bộ phận theo dõi đơn hàng sẽ chuẩn bị lại nguyên phụ liệu nếu có góp ý, làm việc với nguyên phụ liệu để điều chỉnh lại, cho nhà cung cấp làm mẫu. Nhận lại nguyên phụ liệu đúng, bộ phận kỹ thuật thì sẽ điều chỉnh rập lại. Sau đó chúng tôi lại bắt đầu triển khai lại với may mẫu để tiến hành. Bước thứ 9, gửi mẫu. Đây là mẫu cuối cùng đã xong, chúng tôi hay gọi là mẫu final, đã hoàn tất. Nhưng mà trước khi gửi chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra mẫu nữa nha. Sau cùng mẫu đã sẵn sàng rồi nè, chúng tôi sẽ gửi cho Đan Mạch. Đội sale sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra bước cuối cùng và gửi toàn bộ thông tin cho chủ dự án. Các bạn thân mến, trên đây là 9 bước cơ bản để quá trình phát triển một đơn hàng thuộc các dự án. Bên cạnh đó, chúng tôi còn các công việc bắt buộc phải làm trong suốt quá trình này nhằm mang đến khách hàng những sản phẩm uy tín, chất lượng nhất. Đầu tiên, việc chọn lựa nguyên phụ liệu và các yêu cầu test của nó. Bước này rất quan trọng vì đối với tender đây là yêu cầu đầu tiên và bắt buộc. Chúng tôi phải đảm bảo rằng các món nguyên phụ liệu đang dùng phải đáp ứng yêu cầu này. Màu sắc cũng là một yêu cầu, chúng tôi cần phải so sánh với từng van Tony màu khi nhận mẫu. Từng bước công việc như kiểm tra chất lượng của nguyên phụ liệu hay thử keo, thử phim, giặt mẫu đều cần phải làm đầy đủ. Ví dụ như cân trọng lượng vải, so sánh ánh màu, kiểm tra ngoại quan, thông số phụ liệu, test giặt đo độ corrug, test nước. Các bạn thân mến, để có một dự án thành công, đó là một quá trình làm việc cần mẫn chăm chỉ của cả đội ngũ từ hai nước trong một khoảng thời gian từ 2 đến 6 tháng. Sau đó chúng ta mới có cơ hội đưa vào sản xuất hàng loạt và cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm độc đáo, chất lượng cao. Mong rằng với video này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn công việc hàng ngày của phát triển dự án. Đây là các nhiệm vụ quan trọng của quá trình phát triển mẫu, bởi vì ngay từ những bước này sẽ xác định chất lượng của từng loại nguyên phụ liệu, định vị được mức độ chất lượng của sản phẩm. Hãy tưởng tượng quá trình phát triển một đơn hàng không khác gì việc nuôi dưỡng và phát triển một sinh linh mới. Giống như khi một ý tưởng mới được hình thành và từ từ phát triển thành một sản phẩm hoàn chỉnh, từng bước của quá trình này đòi hỏi sự tập trung, tỉ mỉ và đầu tư không nhỏ. Không chỉ là việc áp dụng công nghệ tiên tiến nhất, mà còn là việc chăm chút cho từng chi tiết kỹ thuật, từng đường nét thiết kế để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng không chỉ đáp ứng về mặt thẩm mỹ, mà còn phải vượt qua cả những kỳ vọng về chức năng và hiệu suất sử dụng. Với sự am hiểu sâu rộng về ngành công nghiệp, chúng ta không ngừng nâng cao kiến thức về các vật liệu mới, cũng như phát triển các phương pháp sản xuất tiên tiến để tạo ra các sản phẩm không chỉ bền vững mà còn thân thiện với môi trường. Quan trọng hơn cả, chúng ta cần phải nuôi dưỡng mối quan hệ với các nhà cung cấp, đảm bảo nguồn cung nguyên phụ liệu chất lượng cao, đáp ứng đúng các tiêu chuẩn khắt khe nhất với giá cả hợp lý. Qua đó, mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng không chỉ là một vật phẩm, mà còn là kết quả của một hành trình đầy đam mê và trách nhiệm. Mỗi giai đoạn phát triển sản phẩm cần được theo dõi chặt chẽ, từ lúc nó chỉ mới là một bản phác thảo đơn sơ, cho đến khi nó trở thành một nguyên mẫu hoàn chỉnh, và cuối cùng là hàng loạt sản phẩm sẵn sàng chinh phục thị trường. Các bộ phận liên quan từ thiết kế, sản xuất, kiểm tra chất lượng đến marketing và bán hàng cần phải làm việc cùng nhau một cách hoàn hảo, như những nhạc công trong một dàn nhạc symphony, mỗi người đóng góp một phần không thể thiếu vào bản hòa âm của sự thành công. Và cuối cùng, không gì có thể thay thế được giá trị của sự kiên nhẫn và niềm tin.
những đêm dài lao động không ngừng, những quyết định khó khăn và thách thức không lường trước được, tất cả sẽ được đền đáp xứng đáng khi sản phẩm cuối cùng ra đời, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta, đồng thời khẳng định giá trị thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp trên thương trường quốc tế. Hãy like, comment và tag mình để cùng khám phá những video hấp dẫn về công việc cụ thể của từng dự án như là quần áo chống thấm tuyệt đối, áo chạy bộ chống thấm siêu nhẹ.